Đấy, có một con bướm đốm nó bị ngã đây này các bạn ơi. Rồi, để mình cứu chú bướm đốm này đi nhá. Cho chú ấy đậu lên cây cho chú ấy sống nhá. Đây này bướm ơi, đậu lên đây nè. Đây, đậu lên bông hoa này này. Chú không dứa, chú cứ thích dẻo bên tay mình. À, chú bay được rồi các bạn ạ. Thoát rồi. Ở đây bạn Pin với bạn Ca đang tập bơi đây này. À, bạn Pin bạn Ca mò rắn đi, mò rắn mò bọ cạp xem nào. Mò xem có được con bọ cạp với con rắn nào trong bồn nước không nào. À, bạn Pin mò được một chú bọ cạp rồi. Mò được để vào bát này. Pin mò được con nào để vào bát? À, một chú rết nữa kìa. Ui. À, bọn ba mò được một con thằng lằn này. Thằng lằn tắc kè này. Ui. Rết với thằng lằn với rắn này. À, bạn Pin mò được một chú rắn. Ui, bạn ba Ca mò được con rắn to không? Ui, con rắn to ở trong bồn nước tắm của bạn Pin Ca này. Rồi, hai bạn mò đi xem còn con nào nữa không nào. Được nhiều không nào, được mấy con rồi. À, bạn Ca mò, bạn Pin mò được cả khủng long nhá. À, sinh nhân cũng có cái mình. Cái mình với cái người tách ra làm đôi. Ồ, mò được cái gì nữa đấy? Được chơi à? Nào. Đâu bạn Ca mò được gì nữa rồi? Thôi, kệ em. Được nhiều chưa? Mò được nhiều chưa? À, được chơi à? Chơi. Cái đó là cái gì? Trò chơi. Ừ, trò chơi. Trò chơi gì đấy? Trò chơi siêu nhân à? Là con gì đấy? Con gì đấy? Đấy, con này là con gì ở bạn Pin? Con đây con gì? Bạn Pin mò được con gì đây? Con gì? Bạn Pin nói thế nào? Con đây con gì? Rắn. Ờ, rắn. Còn con đấy con gì? Rắn. Rết. Yes. Ừ. Con rết, rán. Thế con khủng long đâu? Cầm khủng long lên cho các bạn xem nào. À, được rồi, đúng rồi, khủng long. Đổ hết xuống à. Còn bạn Ca mò được con gì? Con đấy con gì? Rán. À, rán, đúng rồi, một con rán. Rồi bạn Pin mò xem được. À, lật đật. Bạn Ca mò được con lật đật. Bạn Pin mò được con gì nữa đã? Con đấy con gì? Con này con gì? Ui, bạn Pin chảy máu rồi. Chết rồi. Ui này. Sao bạn Pin lại bị chảy máu mũi rồi? Ngẩng lên để xem nào. Ui. Thôi thôi các bạn ơi, bye bye các bạn nha. Bạn Pin chảy máu mũi rồi. Đừng dụ thế con.